Xin chào tất cả các bạn nhá, mình là Trường Quân TQ9 ở đây. Nani? Chào bé Lý Văn Đạt. Thằng này nó chui vào đây trốn thế này. Ê bạn ơi, ê, nó chui vào đây trốn này. Vâng, tất nhiên tất chi tận tỉnh. Bây giờ thế kỷ 21 rồi, vẫn còn chui vào đây trốn. Ô bác cửa. Đi ra, ơ thằng tơ nó nhốt. Thằng tơ nó nhốt mình luôn rồi đây anh em. Mẹ nó, thằng ôi thằng fucking nồi. Nhưng mà thằng tơ, ui à ơi mình bị tròn rồi anh em ạ. Anh em nhớ cái trò đấy là thả thính nhốt trẻ trâu của mình không? Có nghĩa là hèn gì ở đấy mình thấy thằng tơ nó đứng im ở đấy mà cái thằng trong đây nó không cào. Thì ra là thính để nó dụ mình. Là mình cứ tưởng cái thằng kia nó bị tất nơ hay là nó bị ngáo ngơ mà tự nhiên nó chui vào đây nó ngồi nó trốn ở trong đây. Thì ra là thính của thằng tơ nó thả mình để mình chui vào mình chém nó nên là nó nhốt mình lại luôn này. Đau khổ quá anh em ơi, được rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ đổi chủ đề nhá anh em. Thay vì hôm nay mình sẽ làm sức mạnh của các con zombie trong chế độ zombie thì mình sẽ làm cái clip đấy là tròn phản đam hai thanh niên mất dạy này, dám tròn TQ97 hả? Bây giờ mình sẽ tìm ra cách để mình tròn ngược lại được rồi. Xem thử bọn mày làm gì. Đáng thả thính đúng không? Mình sẽ đứng ở bên trên cao mình quan sát để mình xem thử bọn này bọn nó làm gì này. Anh em chỉ bị nhìn này. Anh em chỉ bị nhìn nhá. Đâu rồi, nó đâu rồi? Vẫn chưa thấy thằng nào hết. Đấy anh em nhìn ở đấy, nó chui vào lỗ ấy. Đấy anh em thấy không? Nó chui vào lỗ nó xịt thình. Để nó thả thính. Đấy. Anh em thấy bắt trước y chang mình luôn đúng không? Đấy, đây, anh em nhìn này đấy, thanh niên chui vào giả bộ nức rồi. Còn thằng đây đứng chờ để chặn này. Tao đâu có ngu. Được rồi. Bây giờ mình sẽ đi để cho zombie nó cào xong mình sẽ tròn mấy thằng này mới được. Bạn tơ ơi, bạn cào mình đi. Rồi, hay lắm. Bây giờ thì mày chỉ có chết thôi. Chạy lên quận. Mày thì trốn trong đây. À, mày nhốt ai? Mày được nhốt ai hả? Bây giờ tao nhốt mày luôn. Đám tròn tao à. Thế lúc đấy mày nhốt tao thì tao có hu hu không? Bây giờ tao nhốt mày thì mày hu hu. Có làm, có chịu nhá. À, có sức chơi, có sức chịu nhá. Mẹ mày cái thằng kia bắt cứ bắt tao mày. Đúng là tơ cào nó hay lắm tơ đấy. Bạn cứ cào đi để mình trả thù hai thằng trẻ trâu này mới được. Mày nhìn thấy dám chưa? Dám tròn TQ97 à? Thả thính cho zombie à? Vâng, hai thằng điên đang rất chỉ là điên loạn. Bố láo quen hả? À, các cửa luyện đó nè. Thằng điên ngồi dậy. Vâng, thằng điên kia sau khi là vùng vẫy một hồi không được là cứ ngồi dậy để cho mình thả ra. Đấy, anh em mà ví dụ anh em mà có chơi chung phòng với mình thì anh em đừng có dại dột mà tròn mình nhá. Coi chừng mình điên lên mình phán đàm lại là chỉ có sức mặt lờ thôi. Thả con cá. Sao nấy mày nhốt tao, tao kêu mày thả tao ra, mày không thả. Đấy anh em nhìn y cơ thể nó tụi này có tròn không nhá. Thì mình đứng đấy anh em có thể thấy bọn này như bọn nó chơi chung quán nét hay anh em ạ, à? Hay sao anh em ạ, à? Này anh em nhìn đấy vào xin đơn xin đơn giả đơn. Đây đúng rồi, cào mình đi để mình cào bọn kia. Rồi đây có thằng chạy đây à, mày chết mày, bây giờ mày cứ chạy lên quận cam con ạ. À. Rồi quay lại mình chém thằng đây mày chết con ạ. À. Nào chém mày chết đấy, ván này thì khỏi tròn nhá. Chém nó tự giết nó. Rồi hay quá, cuối cùng thì thằng tơ cũng giết được thằng đấy rồi. Còn thằng Trinh, còn thằng bạn của nó chưa chết, mình phải dừng mới được. Xem được thằng bạn của nó đâu. À, này chỉ bung vi con là nạp vi con vào mà tiêu chứ bung làm gì hả bạn? Bung làm gì hả bạn? Thằng phí này khôn thế nhỉ? Cận chiến này, mày cận chiến ai? Tao
hỏi mày cận chiến ai. Này thì ui hả ơi má, mình biết ngay. Má phải chửi cái thằng điên này. Giết nó đi. Thằng nào vào đi, thằng nào vào đi, tao không vào đâu rồi. Má phải chửi nhốt được không đây? Rồi nhốt được, vẫn nhốt được. Hên hên hết nổi. Xét nữa là bị dụ rồi anh em ạ. Hên má cả trưởng. Ê, lơ lơ thằng ngáo nhá. Bị nhốt rồi cho thằng ngáo ơi. Cho chừa cái tội đi nhá. Thả bạn tao ra. Má mày con chó. Vâng. Anh em có thể thấy thằng điên kia rất chi là cây cú. Chửi má mày con chó luôn. Cho chừa cái tội tròn đi nhá. Ok, để xem bây giờ là bọn nó sẽ làm gì. Sau khi nãy giờ bị mình tròn sắp mặt lờ như vậy thì bọn nó sẽ chuyển hướng làm gì tiếp theo. Vâng, vậy là bọn nó đã chuyển sang cái kế hoạch đấy là đổi súng cho nhau và chia cho nhau. Đây anh em có thể thấy, vâng, Alanian đang ngồi chia cho nhau. Nó tức mình lắm đấy, ui, chạy thôi, không nó cào mình sắp mặt lờ. Nhưng mà là thằng kia ra cho thằng kia làm zom vào che. Tao sẽ bắn mày chết, khỏi cho mày tròn nhá. Tôi lại đây đi, mình mới bắn tao đây chết chỗ này. Này thì che này. Ê sao? Bây giờ mày muốn sao? Che đi. Che cho nhau đi. Nào, chia cho nhau đi nào. Vâng, thằng điên ngồi tiếc thương cho bạn. Đấy, bây giờ thì bọn mày chia cho nhau đi. Cho chừa cái tội đi nhá. Vâng, thằng điên bây giờ là không có thằng nào chia cho là phải ra ngoài để bắn zombie rồi. Đây, mình cứ cho zombie cào sắp mặt lợn ra đi. Mình thì vẫn chạy tốt. Đấy, con bom tào lao lại được máu ấy chứ. À, máu chó đấy bạn ạ. Ôi trả lời trên đây rồi, cái thằng kia lâu chết thế gì. Bắt cua ghê thế. Đấy rồi không chết này, ui giời lại gặp nó ở trên đây luôn này. À, cái thằng này nhỏ mà cứ thức hổ báo à. Ui má cả nồi, mẹ nó hồi sinh ngay cản kia, ai dám chơi. À, thằng điên này chơi hay phết mà. À, cận chiến tao à? À, mày cận chiến tao trả thù à? À bạn. Vâng, thằng điên là cận chiến mình để trả thù cho bạn. Mày chết rồi con. Đấy, anh em thấy mình chém ghê không, ghê không, ghê không. Ok, tiếp tục thôi nào. Bây giờ mình sẽ thử xem là hai chú ấy sẽ làm gì nhé. Coi thử có còn chia cho nhau nữa không. Thằng điên tức. À, mày tức thì mày làm gì được tao. Bây giờ chỉ có thoát ra phòng khác mà chơi thì mới thoát được khỏi vòng tay của quân thôi nhé. Yeah. Hay là mình xuống mình núp ké không ta. Theo anh em thì mình có nên xuống núp ké không ta? À, mà không chỉ có một hero à? Núp ké nó cũng như vậy à? Bây giờ mình sẽ chờ cho tụi zombie tụi nó cào cái thằng ở cửa che cho nó đi. Và mình sẽ cận chiến cái thằng ở cửa đấy. Đấy, thế là êm là đẹp luôn. Mày đừng có đuổi tao, mẹ mày đuổi tao, tí nó không có ai chém thằng kia đâu. À, cứ làm tao bực. Nó lại còn kêu cả cái thằng mập đít kia ra nữa thì chết, kiểu này là chỉ có chết thôi. Ôi mày quá, mày quá thằng thấy. Ôi vâng, anh em có thể thấy có một thanh niên ngụy trang ở kia. Đấy, bây giờ mình sẽ ra mình xử hai thằng đây. Nhấp nháy. Điên toàn mày, mày cả trưởng mà chém gà chúc vịt anh em ạ. Mày cả nồi, mẹ nó chém cái thằng Athena ai đâu nó lại chém chúc mình với mày cả trưởng thật. Rồi thôi bye bye tất cả các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau, bye bye.